mới về nha các bác, mới về không kịp làm video mà những cái con này là về ngày hôm qua nè. QRX 5500, 21.500.000 đẹp long lanh nha các bác. Và 7500A đã cập bến nha. 22.500.000, 7500, long lanh cành đạt. Những con này ship bay về các bác thấy đồ đẹp nha. 7500 nha. Và đây là 5500. Hai dòng âm ly cực kỳ khủng của Sansui. Ghi hay bày đẹp để chạy 4 cầu điện. Tiếp tục em về con 85V, con này bán thị trường Nhật nha, điện 100V. Con này bản Mỹ nha các bác, bản Mỹ 120V. Đấy. Hàng đẹp long lanh, hàng tuyển đó nha các bác, con này 80V. 80V có một con, 85V có hai con. 85V là 23.500.000. Còn 80V là 22 triệu nha các bác. 22 triệu đây là những dòng âm ly đình đám của hãng Luckman. 85V nó có một bản Mỹ nè, đây bản Mỹ, đây là bản Nhật nha. Bản Mỹ thì sử dụng điện 100 120 nha các bác, còn đây là bản Nhật. Có một con Akufai i303 nữa các bác, i303 32.500.000 long lanh cành đào mạch vàng gold nha. Mới tin. Đấy. Sáng nay về máy con này với những cặp loa em giới thiệu sale, sẵn tiện làm video sơ sơ để các bác biết được là những sản phẩm em đã có. Là có một con 80V nè, 80V vừa rồi về hai con lên đường cho hai bác rồi. Còn 80V mới về thêm một con. Còn cái lô 309V, 309 này nằm trong này chưa kịp làm video chi tiết luôn các bác. Hàng đẹp hết, em vẫn có hàng nha các bác nào đang cần 309, 308, 309V thì có hàng nha. Hàng thì đẹp chấm hết cho các bác luôn. Còn những cái này mới về. Đây 7500 đấy các bác, đẹp chưa? Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên. Muốn tuyển lựa những sản phẩm kỹ lưỡng đẹp tuyển chọn để các bác vừa nghi vừa trưng bày thì cứ bấm vào nút đăng ký để theo dõi kênh em. Cảm ơn các bác rất là nhiều.